tôi chấp bắt đầu thử xong dựt hào lấy bài phụng đàn Ukraine nâng Rússi đòi miên tốp mùi mơ nẹ dân họ chấm băng bí rơi hà sập khương mộc bí mập hay bàm bà tì khả nạn đây cả bác quý bọ thông trí thông rồi bác con tốp Ukraine chấp đầu phong đài nữ bí lì xin kỳ đi kà rồi bác xa phán miên Greg Reporter bản chọc sai nữ thay tí đập bí mê xa ní bà đăng thà ông ca dự thi Atlantic kháng trường hay cắt thà NATO chấp đáu bạc thư xong dứt tòa bạc ca trung trí thông rồi bạc luôn hào nơi khnông tắc đầy nơi rộp nơi phía kháng cao bà tì đại phía kháng cao bà tì ní miền bà rộng đáng chọc nâng Ukraine phong chọc nâng Rusi phong đại ca thư xong dứt ní cứ chi rương bà vật xa đò thông một phật rồi bạc ông ca dự thi Atlantic kháng trường mùi ní đại chấp đáu chú mùi nâng tòa nâng xa phía vật rồi bạc luôn giang xâm bạc nơi bì ní hồi ca thư xong dứt ní có chuôn bê đại Ukraine cầm bông tay bằng cả vị bọ trung trí thông đã mây rộng đo tất đây Ukraine mong vinh bị con tọa Rússi nếu phía kháng cao nâng phía kháng tổng bởi tì sự đầy rìa ca rộng bộ phục tất đại đi ba đăng tha xong dốt ni riếp chóng đau bởi tì là mong đại chỉ hai tha xong dốt ca biết đàn đặc ca chứ năm phí bọn mà phải bày tất chạp đá âm bị thay ni rốt đo thay tì mà phải bày mỹ thuật nà và khu nông lúc miền dân ho chậm băng đo tờ bì rồi hà sập cường mộc pi mập hay param prati đại chi sma chức nay ông ca NATO hỏi khôn nu có miền prati japan prati suy ai có cho rùm phong đại khôn nông thân chia đại cu rba NATO bần thái mưu ni sẽ kể đây bà ca bò miền rba ake likhatika dù thiên NATO nâng ake likhatika rathan nay ông ca Atlantic kháng chư mưu ni nơ rộp bàn bình chạy thà miền tuập sở rộp đò tư mùi mơ nẹ ai đó cho rùm được nông ca thơ xong dụt đi. Để xong dụt đi, mình cố đau không ca phương rừng xa mặt phiếp, nên ca rượp chăm rủ chi sạch không ca, ca phía đại nạc ca ra bạc luôn, ca phía tất đầy rõ xa mặt chức ông ca NATO tiệc ọ, để mình phụng đánh chọc nâng Rússi, chọc nâng Ukraine. Xong dụt đi hai ghe hai tha xong dụt tốp ạc ca, thông bằng phật chi bảo vật xa ra bạc NATO. Để ca lang chăm phía đại, xin kìm, Rússi vì lúc tên lưu tức đầy Ukraine cho đó khai tí đập ra mùi một hào đi. Cả phí xa bà môn, NATO đã bằng hành nơi ca thua xâm dứt đi, đòi bà ca thả. Vì chưa xâm dứt đầm bay bằng rừng xa mặt tiếp hiệp tốp Akarabo NATO, nâng còn tốp tương ốc nơi xa mặt chức NATO để mình bà rộng đàn chọc nâng Ukraine nâng Rússi. Hãy chỉ ca thêm đầm bay lạc nạn này ca phát thu xâm kìm chỉ dạ thả hai đa mùi để ai ca lăng nơi ở rộp kháng ca. Mình thả lao y sinh kìm, Rússi bác ca bì bà mong lưu giam chức NATO nụ tì. Bác bà tì nàng lao y, đại mình mèn chìa giam chức NATO, bác ca bì bà cho tự lưu tất đây nây giam chức NATO, có viên nôn tà rộng sinh kìm, phong đài. Ở đám giờ này, là bác Alamang, cứ ở đám giờ này, Ego Gerhardt, bà nì dây thả, xóm dụt Air Defender, nẹ ca bìa đàn ca nì. Cá bật bản riêp chóng thua lăng, chìa đâm nạ ca nụ. Cứ chạp tăng bị chân nằm bị bọn đập ra mây mộc đủ. Vì chỉ cả chlói tọp dàng phân bác gọt trong phố Rússi đại chạp dọc ổng phố thủy Crimea chỉ tắc đầy ra bạc luôn bị Ukraine cứ dạ phí buôn chân nằm nơi chân nằm bị bọn đập ra mây nụ cứ xong dốt đi trở tại riêng chọn thua lặng. Bật tay bà ra bê đi vì chỉ xong dốt đại trở bằng hành tha bà chăng lạch khát nơi ăn được trả phiếp máy chất ta rộng bọc mà hàm lại mùi đi. Đại chẳng liếp ra bạc tất đây nên bởi tích tôn sao chọp nâng phụng đại ra bạc luôn. Đại NATO mình ai tự tui dọc bàn đại khát. Bởi tích tăng lúc chia sẻ mà chức NATO tự hào lúc. Chỉ cái này thay lãnh ca ra bọn NATO bàn bình chạy tha. Bởi dông tam, miệt tra pram nên ông ca dù thiên NATO lúc. Cứ bởi tích nạc đòi, đại thay lãnh nâng không sân kìm chỉ liên biên chiếp tam bởi tình này. Chia dẹt hai cái đòi. Vì nâng nôm ta rộng sinh kìm, NATO chưa muốn nâng bà tích nụt chạy chìa mặt khá nụt tì. Hỏi NATO tiếng ốc, trời ta cho lưu cô ca tay mùi, nông ca, ca bia xa mặt chực rồi bọc luôn. NATO nâng bây ní, ca ơn là ơn xam sọc mùi bà tích hỏi. Bà tích tì xam sọc mùi nức cư phăng lòng. Phăng lòng bằng khai chìa xa mặt chực NATO, tì xam sọc mùi, chìa phá lời ca, nơi thay tì buôn, mê xa. Nơi bê đai bà tích Hungary, nâng bà tích Turkey. Đại xa mạch chức xa phía rộng bà bà tích bí ní dồn bà rộng bà đào sạch chạp bánh ai phang lòng khá lại chia xa mạch chức NATO chìa phá lợi ca nụ. Chùm này ai suy ai đại châu rùm thua xóm dụt phong đai nụ
ពំតាន់ខ្លាញ់ជាសមាជិកណាតូនៅឡើយនោះទីគេរំពឹងថាស៊ុយអែតអាចនឹងខ្លាញ់ជាសមាជិកណាតូនៅពេលដែលមេរ៉ូណមកំពុងពួររបស់ណាតូជួបប្រជុំគ្នានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសលីទុយានីនៅក្នុងខែកក្កដាខែក្រោយនេះកិច្ចប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល 2 ថ្ងៃរវាងថ្ងៃ 11 ដល់ 2កក្កដានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសលីទុយានីអគ្គលេខាធិការយោធានាតូ បានថ្លែងថាស៊ុយអែតមិនត្រូវទុកនៅក្រៅសាយវៀននៃអង្គការសមាជិកណាតូទៀតនោះទេលោកទទួលដល់ប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសហុងគ្រីត្រូវតែទម្លាក់នៅភាពមិនណែរបស់ខ្លួនហើយផ្ដល់សច្ចាប័នឲ្យស៊ុយអែតជាសមាជិកណាតូគួរតែធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខនៅទន្ទឹមនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមេរ៉ូណមណាតូដែលត្រូវជួបប្រជុំគ្នានៅខែកក្កដានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសលីទុយានីនោះលោកជែនស្តូលទើបឺកថ្លែងថា ចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនឯណោះវិញក៏នឹងត្រូវតែខ្លាំងជាសមាជិកណាតូផងដែរបើទោះជាត្រូវប្រើពេលវេលាយូរបន្តិចក្តីនោះលោកថាអ៊ុយក្រែនដែលមិនបានខ្លាំងជាសមាជិកណាតូទាន់ពេលវេលានោះហើយដែលរុស្ស៊ីហ៊ានលើកទ័ពលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះជាមួយគ្នានេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរហ្សេឡែនស្គីត្រូវបានអគ្គលេខាធិការយោធានាតូ អញ្ជើញឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់មេរ៉ូណមណាតូផងដែរនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកសេឡែនស្គីបានថ្លែងថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំណាតូនៅខាងមុខនេះដែលលោកបញ្ជាក់ថាវត្តមានរបស់លោកគឺបានបង្ហាញអំពីអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមខ្លាចជាដៃគូរបស់ណាតូហើយនៅពេលនេះលោកទទូចថាមិនត្រូវទុកឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែន នៅក្រៅព្រំដែននៃអង្គការយោធាណាតូទីនោះទីលោកទទួលថាបើអ៊ុយក្រែនខ្លាចជាសមាជិកណាតូនៅពេលនេះគឺជារឿងដែលអ៊ុយក្រែនពិតជាមានភាពខ្លាំងមានខ្នងបង្អែកខ្លាំងក្នុងការការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះជាមួយគ្នានេះការធ្វើសម្យុទ្ធនេះត្រូវបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដោយអាដាមសេនីអាល្លឺម៉ង់អ៊ីនហ្គលហ្គាហាត់ទៀតថា ขณะนี้นาโตทูสัมยุทธ์ปัจจัยชลายตอบจมพูแผนการนำมวยได้จังทูสังเครียมประชังนางนาโตปีสำนักประเทศนากระดอยนุ่งในเลือดตะไดในอารมณ์กระดอยในประเทศนากระดอยดูอดัมสไนอาลามังรุกนี้บันเจตทากาทูสัมยุทธ์นี้คือเมียนกาฮาฮาจุนฮอดจำบังระบอบนาโตดอเตอร์ปีร้อยห้าสิบครึ่งนุ่งคือฮูสกาฮาฮานังทูสัมยุทธ์จับปีประเทศโปแลนด์ประเทศอาลามัง រហូតដល់អេស្តូនីមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីហើយឆ្លងកាត់តំបន់កាលីនីនក្រាតនៃទឹកដីរុស្ស៊ីមួយផ្នែកផងដែរការធ្វើសម្យុទ្ធនេះលោកបញ្ជាក់ថាសមាជិកណាតូដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីគឺត្រូវបានការពារយ៉ាងរឹងមាំដោយណាតូទាំងស្រុងតែការធ្វើសម្យុទ្ធនេះក៏គ្រប់ជួនការដែរអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្ប្រិនបាត់ការវាយបកទ្រង់ទ្រីធំ ដើម្បីរំដោះទឹកដីពីរុស្ស៊ីមកវិញណាតូកំពុងតែសម្លឹងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបើកទ្វារសង្គ្រាមវាយបកដើម្បីរំដោះទឹកដីរបស់ខ្លួនមកវិញនោះណាតូមើលឃើញថាការបើកទ្វារសង្គ្រាមវាយបកនេះគឺវាជាពេលវេលាដែលអ៊ុយក្រែនឆក់យកនៅពេលនេះគឺអាចធ្វើទៅបានហើយព្រោះតែសហភាពអឺរ៉ុបដែលណាតូបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមានរថក្រោះរត់ពេតដែកកំភ្លើងធំប្រព័ន្ធមីស៊ីល ប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសគឺវាសំលមមណាស់ទៅហើយដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវបើកការវាយបកដើម្បីរំដោះទឹកដីខ្លួនមកវិញនោះជាមួយគ្នានេះណាតូមើលឃើញថាទឹកដីទាំងឡាយណាដែលសមតែអ៊ុយក្រែនយកវិញនោះទោះបីទីអបប្រតិកម្មមីក៏ណាតូអាចគ្រប់គ្រងផងដែរព្រោះវាជាទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែណាតូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ណាតូ វាចូលទៅទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទីយ៉ាងណាប្រទេសខ្លះរបស់ណាតូមិនមើលឃើញអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អគ្គលេខាធិការនោះទីដោយពួកគេមើលឃើញថាបើសង្គ្រាមវាផ្ទុះនៅតាមព្រំដែនរុស្ស៊ីរឿងអីដែលគ្រប់របស់អ៊ុយក្រែនធ្លាក់ក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីមិនបាននោះវាជាពំរុញនោះទីនេះជាការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញអង់ជេ-ដូដាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ដូចនេះរួចទៅហើយ លោកអង់ជេ-ដូដានេះហើយដែលតាំងចិត្តថាបើគ្រីមៀធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិញនោះគឺលោកប្រកាសថា
nâng thua râm nà tư đâm môn Crimea môn kê tên ốc đâm bay tư bình nất mơ sản phiếp xã cung nâng Crimea đại bà chí chôn Ukraine rô nâng tí nu chứ mùi nâng ca đại thả lạc nâng ca cực cồng râm bọc Rússi chứ bố ca thua xong dô râm bọc NATO đại thua lạc nâng cấp ai bồm đại Rússi nâng Ukraine có việc xâm lăng tờ rộng NATO mơ khinh âm phí xa rạ xâm khăn đại Ukraine thơ chọc dô Crimea nâng bê ni phong đại Adam Sanei mua dùm nuôn rồi bỏ NATO tiếng Adam Sanei có bông căn mục đầm này nâng Adam Sanei chôn đi vọt khắc mưa khinh thả bà Ukraine về dọc ở vật thủy Crimea nơi bên đi viết đó là ca bè pro sân kriêm nơi lưu tật đầy Ukraine hỏi bởi vì ai chi sân kriêm trên tất đó cả bật mình chọc có tha bàn bần tay NATO bà miên thả bà sân kriêm thay lại nâng nông ở vật thủy Crimea hai bài chi bắt thông kích đó Pratik chọc nâng Rússi đại chế xa mạch chất NATO cứ NATO nâng họ chui Pratik nút tay mà đòn. Đúng bánh chế xin kìm nâng. Vì trao phụ tục nâng rộng kháng cao dàng nà gà đau nụng. Nhi có chế ca bánh chạy lăng vinh rộng bọc à kẹ lê khá tì ca dù thiên NATO trên Stoltenberg. Đại lúc bán bởi miên chế nhức nhọc đức ní rút tờ hai Pratik nâng ca cầm riêng cầm hành bình xâm nạng Rússi. Rồi dạ bê chọn kêu ní kê xin kênh khánh NATO. Thưa xóm dứt tàng trung trí tâu, tàng trung trí thông, tàng xóm dứt tọp chương cục, tọp chương ác cả, tọp chương tật, chia hậu hải, nơi xa mất khám ơn, nơi xa mất ác tịch, nơi xa mất mít đê tà rần này, nơi bê đại Rússi lược tọp lục lùi bà tì Ukraine nụ. Xóm dứt nụ, rõ đo miên, ca bằng chanh, nì vi phụ tục dân hò rô ba xa rốt Amrích phục châu rùm phọc đai, đồ chia nì vi phụ tục dân hò, chơ rạt Ford, đó thông bằng phọt rô ba Amrích. Nơi bên này trời bàn rì ca mọc thà, ảm rích bằng chùn, nè viên phụ tục dân họ. Đại vì ai phụ tục bàn rốt đó chất sắp cường, ôm chì mùi nâng nè viên bị khiết, bàm bì cường tiết, cứ gặp bông tay, bật nát khuôn, nơi giữa mất nè bà tế North West. Đại miên bà rộng đàn chọp nâng Rússi, phọc đài nè bà tế giữa mất rộng bà tế nì.